Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị Và tối nay Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên Được lấy bối cảnh vào mùa đông năm 1887 Khi giặc Pháp tràn vào nước ta không ngừng đàn áp triều đình Chúng đã hà hiếp bóc lột nhân dân Khiến đất nước rơi vào thời kỳ đô hộ Nổi bật trong số đó có gia đình nhà lão Quách Nhật Ông vốn là một vị quan liêm chính Không thể chịu đựng được cái sự nịnh bợ của đám tay sai, ông đã quyết định cùng gia đình về quê. Và cũng chính từ đó, một cuộc mưa máu gió tanh đã xảy đến với gia đình ông. Câu chuyện được chia thành hai phần, mời quý vị cùng đón nghe phần 1 ngay bây giờ nhé. Mùa đông năm 1887, Giặc Pháp tràn vào nước ta không ngừng đàn áp triều đình, chúng hà hiếp bóc lột nhân dân, khiến đất nước rơi vào thời kỳ đô hộ, kèm nạn đói tràn lan như một bệnh dịch, khiến dân chúng vô cùng khổ cực, đất nước rơi vào cảnh lầm than. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, làm con đường duy nhất vào làng bị ngập lụt không thể đi. Đoàn người trên dưới hơn 50 người đang vận chuyển đồ đạc thì phải dừng lại ở một quán trọ ven đường trở về quê nhà. Giọng một người đàn ông vang lên. Mưa lớn quá, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Tạnh mưa sẽ tiếp tục lên đường. Người đàn ông vừa nói là Quách Nhật, gương mặt toát ra thần thái uy nghiêm. Ông là người đứng đầu trong chính sách cải tạo ruộng đất giúp nông dân nghèo vượt khó. Nạn đói năm đó làm ông đã phải bán khá nhiều của cải để giúp dân chúng vượt qua khó khăn sau khi thực dân pháp chiếm đóng các cứ điểm quan trọng không chịu được sự tàn ác của giặc pháp và lũ quan nịnh bở giặc bán nước cầu vinh nên ông và toàn bộ gia đình quyết định trở về quê nhà trên đường trở về quê đoàn người gặp phải trận mưa khá lớn địa hình khó đi đành phải dừng lại ở quán trọ Tùy của cải đã bị hao hụt vì nạn đói nhưng gia đình quách gia vẫn là một trong những dòng họ danh tiếng về độ giàu có thời đó trời mưa vẫn mỗi lúc một lớn hơn quách nhật đứng ngoài hiên ngửa mặt nhìn trời mà mỉm cười tiếng bước chân phía sau khẽ vang lên giọng nói của nữ nhân vọng lại có gì làm ông vui sao trời mưa lớn quá xem ra đêm nay gia đình ta phải ở lại quán trọ này rồi đợi sáng mai sẽ tiếp tục lên đường nữ nhân vừa đến là vợ của quách nhật Bà tên Phạm Ngọc Bà lấy ông khi lên 16 tuổi Sau nhiều năm chung sống với ông Bà sinh hạ cho ông được bốn người con trai Con trai cả tên là Quách Dũng Người con thứ là Quách Thiện Và lần lượt là Quách Hiền và Quách Nhẫn Tuy tuổi đã khá cao Nhưng vẻ đẹp bên ngoài vẫn làm bà không mấy già đi So với tuổi tác của mình Quay sang phía bờ, Quách Nhật mỉm cười Ông nói Mưa lớn thế này quả thực là rất tốt và có lợi cho nhà ta. Đất đài ẩm ướt dễ đào, gieo hạt nảy mầm sẽ nhanh hơn. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm, bà mau đi thông báo cho lão bưu sớm chuẩn bị. Phạm Ngọc nghe chồng nói vậy thì gật đầu ngay. Bà quay người bước vào bên trong, đến căn phòng cuối sáy và dừng lại bên ngoài. Giọng nói nhỏ nhưng uy nghiêm. Lão bưu, còn thức không hay ngủ rồi? Tiếng bước chân bên trong khẽ vang lên Cánh cửa được mở ra Người đàn ông tên Bưu là quản gia nhà quách gia được hơn 30 năm Gương mặt thường không tỏ thần sắc vui buồn Mà chỉ có một sắc thái đó là lạnh lùng và ít nói Lão Bưu không bao giờ cười hay khóc Tiến đến trước mặt của Phạm Ngọc Ông nói giọng lễ phép Bà cho gọi tôi Không biết có việc gì gấp không ạ à? Phạm Ngọc nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng của lão bưu cũng đã quá quen mắt. Bà nói với lão. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. Ông thông báo với mọi người. Còn nữa, dặn mọi người bên dưới cái gì quý giá thì mang theo, còn lại bỏ đi để không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Lão bưu cúi đầu rồi chờ bà Ngọc đi khỏi mới từ từ ngửa mặt lên. Lão đi những bước chân rất nhanh dọc theo hành lang dừng trước cửa của một căn phòng trong quán trọ lão bầu tay gõ cửa miệng nói khẽ cậu chủ cậu có trong đó không không có tiếng trả lời lão bưu đứng im lặng hồi lâu chờ đợi đợi một lúc thì lão đang tính quanh người để trở về phòng thì bất ngờ cánh cửa được người bên trong mở ra chàng trai với vẻ ngoài thanh tú và nụ cười có thể làm người ta nhìn thấy mà điên đảo nhìn lão bưu đang đứng trước mặt chàng trai nói với lão có việc gì vào phòng ta rồi hay nói lão bưu cúi đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong chàng trai đang ngồi uống trà trong phòng lúc này chính là quách nhẫn người con trai út của quách nhật cầm trong tay chén trà đưa lên miệng uống ánh mắt nhìn lão bưu như thầm ra hiệu cho lão muốn nói gì thì có thể bắt đầu lão bưu hiểu ý cúi thấp người thưa bẩm cậu việc cậu nhờ có tiếp tục làm hay không ạ à? uống hết chén trà bàn tách cầm chén từ từ được quách nhẫn hạ xuống bàn ánh mắt trở lên sắc sảo lạ thường hướng về phía lão bưu quách nhẫn nhỏ giọng nói việc ta nhờ ông làm ông cứ theo ý ta thực hiện còn về bố mẹ ta ta tự biết lo liệu sau câu nói đó của Quách Nhẫn, lão Bưu hiểu ý mà không nói thêm câu nào nữa. Lão cúi đầu để nhanh chóng bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa. Lão Bưu đi rồi, trong gian phòng Quách Nhẫn ngồi im bất động, anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một giọng nói từ một chàng trai khác nói ra sau tấm rèm. Em đang suy tính điều gì? Giọng nói vừa rồi là của Quách Thiện gương mặt không thanh tú như quách nhẫn nhưng cậu lại có gương mặt thông minh lanh lợi đôi mày sắc sảo không thua kém gì em trai của mình nghe anh nói vậy quách nhẫn mỉm cười nói việc đã đúng theo kế hoạch của em thật ra không có gì để em phải suy tính cả hy vọng lần này trở về mọi dự định của em đều diễn ra tốt đẹp quách thiện bước lại gần bàn ngồi xuống kế đối diện người em cậu cười đắc ý nói với quách nhẫn nếu lần này thành công hai anh em ta sẽ giúp được rất nhiều người nghèo rồi quách nhẫn cười lớn tỏ ra đắc ý nói với anh trai đương nhiên là như vậy rồi nạn đói hoành hành chúng ta là dòng họ cao quý giàu có chả lẽ lại đứng nhìn lũ giặc pháp kia hạ hiếp dân nghèo hay sao quách thiện gật gù gương mặt có phần lo lắng nói với quách nhẫn nhưng đối đầu với giặc pháp như vậy em có sợ ảnh hưởng đến gia đình ta không quách nhẫn hơi nhíu mày anh đứng dậy miệng gắt nhẹ đã có càng làm phải có càng chịu huống hồ gì giặc pháp áp bức bóc lột dân nghèo như vậy em không có sợ bọn giặc đó đâu quách thiện im lặng không nói gì nữa gương mặt suy tư điều gì khó hiểu anh đứng dậy bước ra cửa, quay lại nói với Quách Nhẫn rồi mới mở cửa bước ra ngoài. "Việc này anh sẽ theo em đến cùng. Yên tâm bí mật thực hiện, anh sẽ không để cả anh cả và bố biết được việc này đâu." Quách Nhẫn quay về phía anh trai, gương mặt mỉm cười một nụ cười tự tin, đến mức Quách Thiện cũng phải cảm thấy sợ thần thái đó của em trai mình. Sáng hôm sau, bầu trời lúc này đã tạnh mưa đoàn người tập trung khá đông trước cửa quán trọ quách nhật đứng quan sát ông nhìn xung quanh và cất tiếng gọi lão bưu đứng gần đó lão bưu lại đây lão bưu nghe tiếng gọi ông chạy nhanh tới trước mặt ông nhật cúi đầu lão bưu vội hỏi ông cho gọi con quách nhật nhíu mày gương mặt uy nghiêm hướng ánh mắt dò xét về phía lão bưu miệng hỏi lớn cậu hai và cậu út đâu rồi lão bưu e rẻ chưa biết trả lời thế nào thì tiếng của quách nhẫn vọng lại từ phía sau làm lão bưu thở phào nhẹ nhõm còn đây thưa bố bố cần gọi con có việc hay sao quách nhật nhìn cậu con trai út nét mặt dò xét nói với con trai lần này về nhà dưới quê mày đừng làm việc gì làm ta phải suy nghĩ đau đầu thêm có được không Quách nhấn miệng cười khẽ gương mặt sắc sảo nhẹ giọng nói với bố Chả có thể yên tâm về việc này Con đã lớn Con biết mình phải làm gì mà Bà Ngọc tiến lại gần phía ông Nhật Bà nhẹ giọng nói với chồng Còn nó đã nói như vậy rồi Ông có thể yên tâm Sức khỏe đã không tốt Đừng có suy nghĩ nhiều nữa có được không Quách Nhật thở dài Ông nhìn bà Ngọc được quay người ngồi lên kiệu được bốn người đàn ông to cao nhấc kiệu lên vai. Đoàn người bắt đầu khởi hành tiến thẳng về quê nhà họ quách khởi nguồn cho một bi kịch đau thương phía trước. Đoàn người đi khỏi, một nữ nhân xinh đẹp theo sau là một nữ hầu. Cô quay sang nói với nữ hầu bên cạnh. Chúng ta tạm thời dừng lại ở quán trọ này nghỉ ngơi, mai sẽ tiếp tục lên đường. nữ hầu gật đầu mỉm cười nhìn chủ nhân của mình, cô chính là con gái một thương nhân buôn bán, cô tên Hồng, gương mặt xinh đẹp làm điều đứng bao nhiêu chàng trai trong vùng. bước nhanh vào quán trọ, chủ quán trọ cười tươi bước đến hỏi Hồng: hai cô muốn dùng bữa hay nghỉ lại vậy à? nữ hầu nhanh miệng đáp thay chủ nhân, ông cho cô ta một phòng thật sạch sẽ, làm vài món ngon mang lên phòng là được rồi. Chủ quán trọ cười Rồi quay sang một thanh niên đang lau dọn gần đó nói lớn Tiểu Phạm Mau đưa khách lên phòng giúp ta Người thanh niên tên Tiểu Phạm nghe ông chủ gọi Thì nhanh chóng dừng lại công việc giang dở Bước nhanh đến trước mặt của Hồng và nữ hầu của cô Anh nhanh miệng nói Mời hai người theo tôi Hồng và nữ tỳ bước theo sau chàng trai tên Tiểu Phạm đi phía trước Dừng trước một căn phòng Tiểu Phạm quay sang hai cô gái tươi cười nói: Hai cô ở phòng này nhé. Là quán trọ nhỏ, lên phòng hơi nhỏ, hy vọng hai cô bỏ qua cho. Hồng cười rồi dịu dàng đáp lại: Nhỏ hay là to, cái đó đâu có quan trọng. Quan trọng là có nơi nghỉ ngơi là được rồi. Tiểu Phạm nghe nữ nhân trước mặt nói vậy thì vô cùng vui mừng và hài lòng lắm. Anh bước nhanh vào bên trong dùng khăn đang cầm trên tay mà lau nhanh lớp bụi mờ bám trên mặt bàn. Hồng và nữ tỷ bước vào, gật đầu tỏ ra khá vừa ý. Nữ tỷ tên Doanh, cô lớn lên cùng với Hồng từ nhỏ, nên người hiểu cô chủ nhất có lẽ không ai khác ngoài cô. Doanh tiến đến chỗ chiếc ghế đặt bên dưới bàn, kéo ra phía ngoài, quay lại phía Hồng đang đứng. Doanh mau miệng thưa. Cô ơi, cô ngồi xuống đây nghỉ ạ. À? hồng đứng im quan sát, nghe doanh gọi liền bước đến ngồi xuống ghế. tiểu phàm cúi đầu chào rồi lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. doanh nói với hồng: "cô ơi, đêm nay chúng ta ở đây có an toàn không cô?" hồng không nói gì, ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc là lo lắng hay bất an. cô nói nhỏ: "chắc là an toàn thôi." cứ ở đây một đêm sáng mai hai chúng ta lên đường doanh nghe vậy thì không nói gì thêm cô đứng lên tiến lại chiếc giường sắp xếp xong mới quay lại phía hồng ngồi doanh lễ phép thưa cô chủ đi nghỉ đi ạ à. đi xa vậy chắc cô cũng mệt rồi hồng lắc đầu cô nhìn doanh lúc này đầu tóc và trang phục đều rất bẩn thì nhanh miệng nói với cô em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi suốt cả chặng đường chăm sóc ta em cũng mệt rồi doanh e rèn nói cô đừng nói vậy chăm sóc cô là việc của em mà hồng dịu giọng nói em đừng nói vậy em ta quý như chị em trong nhà sắp tới nếu bố ta gả ta đi không phải ta còn nhờ em chăm sóc nhiều sao doanh tiến đến ngồi kế bên hồng nói với cô chủ Ông bà và cô đã cưu mang hai mẹ con em Ở đức trời biển Em nguyện kiếp này sẽ báo đáp Hồng mỉm cười Vỗ nhẹ bàn tay lên đôi tay đang nắm chặt của Doanh Em đừng nghĩ như vậy nữa Mẹ ta đã nói chúng ta tuy bề ngoài là chủ tớ Nhưng tình cảm đâu có khác gì chị em Doanh cảm động trước lời nói của cô chủ mình Hồng thấy Doanh nước mắt ngắn dài Thì vội nói sao em lại khóc thế thôi em đi tắm trước đi trong người ta không được khỏe ta sẽ tắm sau doanh đứng dậy rồi lấy bộ đồ trong túi bước nhẹ ra ngoài từ từ đóng cửa lại bên trong phòng gương mặt hồng suy tư như đang lo lắng điều gì đó đoàn người quách ra dừng lại trước cửa một căn nhà lớn một ông lão độ tuổi đã cao đang quét dọn trước cửa thấy đoàn người quét ra rừng trước cửa ông lão vui mừng nhanh tay dựng cái chổi rồi niềm nở bước đến trước mặt quách nhật miệng nở nụ cười chủ nhân ông trở về rồi quách nhật nhìn ông lão trước mặt tỏ rõ sự vui mừng và kính trọng bước đến cầm bàn tay đã nhăn nheo của lão ông nói lão bảo à lâu lắm ta không gặp ông rồi nào chúng ta vào bên trong thôi Lão Bảo là quản gia của căn nhà này Từ thời bố của Quách Nhật còn sống Lão ở đây trước khi Quách Nhật làm quan cho đến bây giờ Tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt Quách Nhật bước đi cùng Lão Bảo tiến vào trong sân Phía sau là đoàn người đang tấp lập chuyển đồ đạc vào bên trong Không khí Quách ra lúc này rất nhộn nhịp Ngồi xuống bàn uống trà sau khi thắp nhang cho những người đã khuất Quách Nhật liền nói với Lão Bảo bao năm qua ông chăm sóc ngôi nhà cực cho ông rồi lão bảo thở dài gương mặt u buồn nói giặc pháp hoành hành dân chúng khổ cực nạn đói liền miền suốt nhiều tháng qua quả thực tôi không biết phải cầm cự được đến bao giờ của cải còn trong nhà cũng mang cứu tế nạn dân hết rồi cũng may mà ông về kịp quách nhật thở dài gương mặt ông lo lắng ánh mắt nhìn ra sân giọng nói u buồn chiến tranh bùng lên dân chúng đồng lòng chống giặc cũng vì vậy mà tôi phải rút khỏi kinh đô rời về đây hy vọng số của cải còn lại sẽ đủ tiếp tế cho nạn dân tránh được dịch đói lão bảo im lặng ông không biết phải nói gì ông tuổi đã cao bao năm qua đã gìn dưỡng ngôi nhà đối với ông đã là sự cố gắng hết sức Quách Nhật suy nghĩ hồi lâu Rồi ông quay sang nói với lão bảo Ông bây giờ tuổi đã cao Cũng cần nên được nghỉ ngơi rồi Mọi việc bây giờ hãy bàn giao lại cho lão bưu tiếp quản Lão bảo cúi đầu cảm ơn chủ nhân Rồi lão đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài Bà Ngọc từ bên ngoài bước vào theo sau là nữ hầu của bà tên Cẩm. Phạm Ngọc vào ngồi đối diện với chồng, bà nói bên dưới đồ đạc cũng đã chuyển vào trong nhà tối nay sắp xếp xong sẽ làm bữa ăn nhỏ để mừng thọ cho ông luôn quách nhật xua tay ông nói với vợ bà đừng làm gì cả lần này trở về âu cũng là cái may của tôi xa nơi thị phi trở về quê nhà là tôi đã mãn nguyện lắm rồi sớm muộn gì rồi bọn giặc pháp đó cũng kéo tới nơi đây thôi chúng ta còn cứu tế nạn dân thời điểm này bà đừng hoang phí quá phạm ngọc nghe chồng nói vậy bà thở dài <laughs> tôi chả lẽ không biết hay sao nhưng uh, mừng thọ của ông chả lẽ làm bữa cơm cũng không được hay sao quách nhật nghe vợ nói vậy ông không biết phải nói gì đành miễn cưỡng gật đầu ừ, thôi được bà cứ cho người ở làm bữa cơm nhỏ là được rồi nghe chồng nói vậy thì phạm ngọc vui lắm bà quay sang nhìn cẩm đang đứng phía sau bà nói nhỏ Còn nghe ông nói gì rồi chứ cẩm đứng im nghe chủ nhân nói vậy thì cô hiểu ý ngay dạ con sẽ đi dặn dò bên nhà bếp ngay thưa bà cẩm nói rồi cúi đầu bước ra ngoài phạm ngọc đợi cẩm đi rồi bà mới nói với chồng lão tú là chỗ quen biết của ông đã nhiều năm nay Tôi với bà Nhung và ông ấy cũng là chỗ quen biết Quách Nhật nghe thấy vợ nói vậy Thì ngầm cảm thấy tò mò Tại sao bà lại nói tới việc này? Phạm Ngọc cười nhẹ khóe môi Bà nói với chồng Chả là con bé Hồng là con gái đầu lòng của Lão Tú và bà Nhung Năm nay con bé cũng bước sang tuổi 17 Mà nhà ta thì có tới bốn cậu Lần này con bé đến nhà biếu quà mừng thọ thay cho bố con bé. Ồ, oh, cũng là việc tốt. Quách Nhật im lặng, ông quan sát nét mặt của vợ thì cũng phần nào nhận ra ngụ ý của bà. Ông nói Bà có ý muốn hỏi đám cho một trong bốn thằng nhà mình sao? Phạm Ngọc gật đầu ngay sau câu nói của chồng. Bà vui vẻ nói với ông quả đúng là như vậy tôi và bà nhung trước đây cũng từng nhắc tới việc này chỉ là lúc đó con bé nó còn nhỏ quá nên nhân tiện lần này con bé tới đây xem ý tứ con bé thế nào rồi rồi tôi sẽ sai người gửi thư tới nhà bà nhung và lão tú quách nhật vốn cũng yêu quý hồng về cả sắc lẫn tài của cô bé ông chỉ canh cánh trong lòng là nếu hỏi đám nên để cô bé gả cho ai trong bốn người con của ông. Nghĩ tới đây ông quay sang phía bà Ngọc, ông nói với bà: "Được rồi, đợi con bé tới đây, bà dò xem ý con bé thế nào, tới lúc đó rồi tính tiếp." Phạm Ngọc nghe chồng nói vậy thì bà cảm thấy vui mừng không tả hết. Bà đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài, quách Nhật ngồi trong phòng khách, ông suy nghĩ điều gì đó mà im lặng cái mà ông đang suy tính không phải là hồng con gái lão tú sẽ gả cho ai trong số bốn người con của ông mà là việc sẽ phải ứng phó thế nào với giặc pháp vì nay mai bọn chúng cũng sẽ đặt chân đến vùng thôn quê hẻo lánh này tuy giờ đây quê nhà của ông cách xa bọn chúng nhưng ông là người luôn lo xa nên từ khi từ quan về quê ông đã suy nghĩ về việc này suốt cả quãng đường tối hôm đó Bữa cơm gia đình được dọn ra sân với cả nhà trên dưới hơn 50 người nhà họ quách. Tuy là bữa cơm nhỏ, nhưng cũng không làm ra cảnh giàu có của họ quách bị giảm đi trong mắt người dân thời đó. Tuy không như trước đây, nhưng cũng đầy đủ thịt gà và rau cỏ tươi. Quách nhặt đứng dậy cầm chén rượu trong tay ông. Cảm ơn toàn thể những người đã theo ông không ngại đường xa nắng mưa vất vả. Ông sang người, bọc những cái món ăn còn nóng hổi mang đi chia vui cùng ông đến những người dân nghèo trong làng. Ông trở về cũng tiếp thêm sức mạnh rất lớn về mặt tinh thần đối với họ. Tại quán trọ, Hồng nằm im hai mắt nhắm chặt nhưng cô chưa ngủ. Tiếng thở đều của doanh vang lên khẽ khẽ bên tai. Tiếng kêu của một cô gái vang lên vọng từ bên ngoài vào trong qua khe cửa sổ. Hồng hai mắt mở lớn Cô ngồi dậy bước nhanh ra cửa Mở hé cánh cửa Cô bước chân đứng bên ngoài Lắng nghe tiếng hét kia phát tới từ đâu Tiếng hét đó từ căn phòng cách chỗ hồng đứng không xa Bước đến lan can bằng cỗ đã khá cũ của nhà trọ Nhìn xuống bên dưới hoàn toàn vắng vẻ không có người Cô bước những bước thật nhẹ Tiến đến gần căn phòng Mà tiếng hét kia đang vọng ra Tùy bé Nhưng nếu lắng nghe thì sẽ nhận ra đó là tiếng hét của một nữ nhân còn khá trẻ bước đến trước cửa sổ phòng đang phát ra tiếng hét kia hồng lắng tai nghe cô tò mò đưa mắt nhìn vào bên trong phòng qua khe hở rất nhỏ trên cửa sổ cô phải thầm hét lên khi lúc này bên trong phòng một tên nam nhân thần hình khá to cao đang đè lên người cô gái trẻ đang không ngừng dùng tay đẩy hắn ra thì ra cô gái trẻ kia vì hắn dùng khăn buộc chặt quanh miệng Làm cô gái không thể hét được lớn Hồng suy nghĩ trong đầu Thì ra cô ấy bị hắn bịt miệng Bảo sao tiếng hét cô gái lại nhỏ như vậy Hồng đứng im lặng bên ngoài Mà ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào bên trong căn phòng Ngọn nến trên bàn hát ra tia ánh sáng yếu ớt Chiếu về phía chiếc giường Tên to cao kia vẫn đang đè thân hình to lớn Của hắn lên người cô gái đang cố vùng vẫy cô chỉ hét lên những tiếng ú ớ trong miệng mà không rõ lời. Hắn cản giọng. Ngoan nào, nếu mày không muốn chết. Hồng nắm chặt bàn tay lại. Cô không chịu được khi chứng kiến kẻ đổi bại kia có ý muốn làm nhục cô gái. Cô đứng lùi lại, giơ bàn chân lên, định đá mạnh vào cánh cửa. Thì bất ngờ một bóng đen vụt qua, làm Hồng mất đà té ngã ngửa về sau hồng ngạc nhiên đến mức cố mở to nhìn ngó xung quanh cô đang cố gắng tìm cái ảo ảnh mờ mờ vừa vụt qua mặt cô chỉ vừa ít phút trước một làn gió lạnh từ đâu thổi nhẹ vào mặt làm toàn thân cô khẽ run lên còn chưa hết ngạc nhiên về bóng đen kia thì bên trong phòng tiếng hét của tên đàn ông kia làm hồng ngồi bật lên mà bỏ tới cánh cửa tò mò nhìn vào bên trong qua khe cửa hồng hai mắt mở lớn mặt của cô thoáng nét sợ hãi khi bên trong tên to cao kia đang bị nhấc lên cao máu từ cổ hắn như bị bàn tay nào đó bóp mạnh máu cứ từ những cái lỗ nhỏ trên cổ hắn không ngừng chảy ra hắn ọc ra một cục máu trong miệng ú ớ nói cứu cứu ma có có ma cô gái trong phòng lúc này đã quá hoảng sợ bùng chăn ra mặc nhanh bộ trang phục lên người vừa chạy vừa hét lớn cánh cửa bị cô gái đang hoảng sợ đẩy mạnh ra đập mạnh vào mặt của hồng làm cô đau đớn mà ngất đi hồng tỉnh lại từ từ mở mắt ra đầu óc choáng váng bên tài một giọng nói của nam nhân nhẹ nhàng hỏi cô cô gái cô làm sao mà ngất ở ngoài này vậy hồng mở to mắt nhìn lên hướng giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng vừa rồi mắt của cô như có một sức mạnh từ trái tim làm cô phải thầm hét lên vì trước mặt cô lúc này là một chàng trai với gương mặt phải nói là quá đẹp hồng hai má đỏ ửng khi bàn tay của người nam kia đang khẽ đặt lên vòng eo của cô thẹn thùng cô đẩy bàn tay người đó ra rồi ngồi bật dậy khi vừa nhớ ra sự việc hái hùng bên trong căn phòng ít phút trước chàng trai đang ngồi trước mặt cô lúc này là con trai cả của gia đình họ Quách Tên anh là Quách Dũng Theo lệnh của cha nên anh phải về sau vì còn lo liệu nốt một số việc Thấy kết vẻ hốt hoảng của Hồng thì anh ngạc nhiên Sao cô lại hoảng hốt lên như thế? Hồng đứng dậy miệng run run Không thể nào Quách Dũng đứng dậy Không thể nào là sao? Cô... cô gặp chuyện gì vậy? Hồng bước hẳn vào trong phòng, thật ngạc nhiên vì trước mắt cô bên trong chỉ là một căn phòng bình thường. Trên giường hoàn toàn không có gì ngoài chiếc gối mây và chiếc chăn mỏng được gấp rất gọn gàng. Hồng lắc đầu, miệng lắp bắp, không không thể như thế. Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi là hắn, là hắn bị thứ gì đó trong này nhấc lên cao mà. Quách Dũng ngạc nhiên khi nghe cô gái đang hoảng hốt trước mặt mà tò mò cô đang nói cái gì vậy chứ ai bị nhấc lên mà cô là ai sao lại ngất trước cửa căn phòng này hồng đứng ngẩn người trong chính căn phòng mà chỉ mới vừa ít phút trước nơi đây là một thảm kịch đẫm máu tiếng bước chân chạy đến từ bên ngoài đó chính là doanh cô hầu gái của hồng doanh bước nhanh vào bên trong cúi đầu chào chàng trai đang đứng bên cạnh cô chủ quay sang phía hồng đang đứng doanh lo lắng hỏi Cô ơi Có việc gì xảy ra mà cô lại sang phòng này vậy cô Hồng thở dài Cô thực sự không thể tin được Sự việc đang và đã diễn ra với cô Ít phút trước khi cô bị ngất đi Lắc đầu Cô cầm tay của Doanh rồi quay người bước ra ngoài Quách Dũng cũng không đứng lại Anh quay người bước nhanh ra ngoài Đang tính bước ra ngoài Thì tiếng gọi của Hồng Làm anh phải dừng lại Anh gì ơi Tôi còn chưa biết tên anh chàng trai mỉm cười nói nhỏ tôi tên quách dũng hồng gật đầu mỉm cười nhìn theo phía sau sáng người của quách dũng đang đi phía trước rồi biến mất sau lối cửa chính của nhà trọ quay sang nói với doanh ta muốn đi dạo một lúc em đi với ta cô hầu gái gật đầu rồi bước theo sau hồng ra ngoài đi qua cửa thì bất ngờ cô va phải một người đàn ông khá cao và theo sau là một cô gái nhìn có vẻ khá quen. Tiếng của mở cửa kèm tiếng tiểu phạm nói từ căn phòng. Phòng đã chuẩn bị xong, mời khách quan vào bên trong ạ." À. Giọng nam nhân kia khẽ vang lên. "Được lắm, cảm ơn ngươi." Người kia vừa nói dứt lời thì Hồng đã dừng lại, cô quay người nhìn về hướng giọng nói vừa rồi. "Tại sao giọng nói vừa rồi, ta nghe sao quen quá?" hướng ánh mắt về hướng người con gái đang đi bên cạnh nam nhân kia làm hồng giật mình khi trong trí nhớ của cô cô ta chính là nữ nhân trong phòng ban nấy đã đẩy mạnh cánh cửa đập vào mặt làm cô bất tỉnh doanh đứng bên cạnh tò mò bộ bộ cô chủ quen hai người đó sao hồng lắc đầu mặt đang suy nghĩ gì đó không ta không quen hai người họ nhưng ban nấy ta đã nhìn thấy hai người đó doanh đứng há miệng cô vừa nói là ban nấy cô đã nhìn thấy họ sao nhưng không phải là bây giờ hai người đó mới vào quán trọ à quả thực câu hỏi của doanh làm hồng phải thực sự đặt câu hỏi cho chính mình đúng là như vậy thật là tại sao hồng đứng ngẩn người một hồi lâu suy nghĩ rồi bất chợt nhớ ra chính là hai người cô đã nhìn thấy bên trong căn phòng Cô hét lên Không được rồi Em theo ta vào trong, mau lên Hồng và Doanh chạy nhanh vào trong Tiểu Phạm đứng gần bàn hai vị khách Là hai tên quan cai ngục Thì mặt tỏ ra tò mò lắm Anh chạy theo sau hai cô gái vừa chạy qua Để lại hai tên quan cai ngục Ngồi uống rượu Mà ánh mắt hai người nhìn nhau Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra Tiểu Phạm vừa chạy đến nơi Thì tiếng hét của Hồng làm anh khựng lại vài giây Không phải vì tiếng hét của Hồng mà anh phải đứng lại Mà là một cơn gió lạ vừa phả vào mặt anh Anh quay đầu nhìn lại về sau mà suy nghĩ Gì vậy? Sao cơn gió lạ vừa rồi? Cảm giác của mình sao lạ thế này? Doanh lay mạnh người cô chủ mà hét lên Cô ơi! Cô làm sao thế này cô ơi? cô tỉnh lại cô ơi tiếng thét của doanh thức tỉnh tiểu phàm đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà chạy vội tới chỗ doanh đang ôm hồng nằm dưới đất không ngừng hét lên gọi cô chủ tỉnh lại tiểu phàm đứng chết chân khi chứng kiến cảnh tượng hái hùng đang hiện hữu trước mắt bên trong căn phòng nam nhân to cao kia đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây với toàn thân đang không ngừng chảy máu xuống sàn nhà Hai tên quan cai ngục phía dưới nghe tiếng hét cũng vội vã chạy lên Họ đưa mắt nhìn nhau rồi bước nhanh vào trong phòng Hai quan ngục nhanh chóng đặt thi thể nam nhân kia xuống đất Hướng mắt nhìn ra ngoài cô gái đang ngất lúc này Chính là Hồng mà cảm thấy ngờ vực Một giờ sau đó trong phòng của Hồng Một trong số hai tên quan cai ngục kia liền hỏi Cô nói là đã nhìn trước được sự việc sao ông gật đầu như khẳng định về sự việc cô đã kể hoàn toàn là sự thật, chứ không hề thêm hay bịa đặt. Nghe vậy, một quan ngục lắc đầu, đứng dậy nói: "Không thể có chuyện đó, quá hoang đường. Tại sao cô có thể thấy trước được sự việc? Ta không tin." Doanh liền nói với hai người quan coi ngục đang ngồi trong phòng lúc này, giọng khẩn khoản: "Hai quan phải tin cô chủ tôi." Cô tôi chưa bao giờ biết nói dối đâu Hai tên quan coi ngục tức giận đứng dậy Một người bước đến nắm chặt cổ tay của Hồng Như muốn kéo đi Cô giết hắn Rồi biện cớ chối tội sao Ta phải mang cô về cho quan trị tội Hồng hoảng quá Nước mắt rơi nhanh Sợ hãi nói Xin quan nhà tin tôi Tôi nói hoàn toàn là sự thật Chứ không nói dối Người kia cản giọng nói Ai có thể làm chứng cho cô chứ Chính cô đã chạy vào giết hắn Hồng quay sang nói với Tiểu Phạm Anh chứng kiến mà phải không Anh nói gì đi Tiểu Phạm vốn là một chàng trai hiền lành nhút nhát Nên gặp lính canh là anh cảm thấy rất sợ Tiểu Phạm cũng không chắc chắn được Vì khi anh chạy đến thì tên nam nhân to con kia đã chết Còn hai cô gái đã ở bên ngoài căn phòng Vì sợ liên lụy nên Tiểu Phạm không dám đứng ra làm chứng để minh oan cho Hồng Tên kia kéo mạnh tay như thể muốn kéo Hồng đi Hắn quát lớn Đã giết người còn dám làm giả hiện trường để che mắt bọn ta sao Người đã coi thưởng chúng ta quá rồi Hồng quỳ xuống van xin Nhưng những lời cầu khẩn đẫm nước mắt đó của cô Không thể minh oan cho cô ngay lúc này Hồng cảm giác cổ tay cô rất đau vì bị tên quan coi ngục kia nắm chặt lại mà kéo mạnh tên quan cai ngục kia còn định kéo tay hồng lôi cô đi thì một giọng nói nữ nhân run lên bên trong góc tối ở sau chiếc rèm phía chiếc giường phát ra ngoài đừng đừng bắt cô ấy tôi tôi có thể làm chứng rằng cô ấy không giết hắn ta hai tên quan coi ngục lẻn ra ngoài uống rượu tình cờ phát hiện vụ án này đang tính sẽ kiếm được một khoản tiền hối lộ từ phía gia đình của Hồng vì nhìn trang phục của hai cô gái trước mặt hai gã là con nhà quyền quý có của Tiền cày ngục bước đến kéo mạnh tay cô gái kia lùi ra giữa phòng hắn quát lớn mày nói là nó không làm vậy mày làm rồi mau theo tao về gặp quan Hồng vẫn còn đau ở cổ tay do tên kia vừa nắm chặt làm cô cảm thấy đau nhức Bỗng cô thấy dưới gầm bàn có một túi gấm được khâu bằng tay rất đẹp Thì vội cầm lên xem Bên trên túi gấm màu xanh đó là một chữ quách Được khâu bằng chỉ vàng Miệng mừng rỡ Khuôn mặt dường như vừa thoáng hiện nụ cười đắc ý Tên quan quay ngục Vừa nói giọng dữ tợn Vừa nắm chặt cổ tay cô gái kia mà kéo ra ngoài Một giọng nói nam nhân quát lớn bên ngoài căn phòng Dừng lại các người dựa vào đầu có thể khẳng định là cô gái đó giết người tên quan coi ngục kia nghe thấy tiếng quát vừa vọng từ ngoài cửa thì vội quay lại nhìn hắn buông tay cô gái ra đứng hiền ngang miệng quát lớn mày là ai không biết hai ta là ai đúng không chàng trai lúc này đã bước vào trong phòng gương mặt thanh tú khiến hồng và doanh phải thầm ái mộ anh chính là quách dũng khi đã khỏi quán trọ phát hiện túi tiền bị rơi thì vội quay lại nhà trọ để tìm hồng đứng dậy cô đưa túi gấm ra trước mặt quách dũng mỉm cười nói với anh túi tiền này tôi tôi vừa thấy nó ở trên đất gửi lại cho anh quách dũng bước tới nhận lại túi gấm trong tay của hồng cảm ơn cô gái trước mặt anh quay sang hai tên coi ngục các người to gan lắm Chỉ là hai tên coi ngục tầm thường Đêm hồn trốn ra ngoài uống rượu Vậy mà còn dám bắt người vô cớ Xem ra Gan của các người quá to rồi Tên quan coi ngục kia hất cằm Ta đang hỏi ngươi là ai Quách Dũng cười lớn <cười> Chắc hẳn các người biết phụ thân ta là Quách Nhật Hai tên quan coi ngục mặt tái xanh Đùn đùn cúi đầu miệng lắp bắp cậu là là Quách Dũng con trai cả của Quách gia sao? Quách Dũng gương mặt đầy tự tin. Phải, cũng may là các người còn biết đến cha ta và ta, còn không mau cút đi. Hai tên quan coi ngục lúng túng bước nhanh ra ngoài. Đợi bọn chúng đi rồi, Quách Dũng bước nhanh đến phía cô gái lạ mặt. Cô gái, cô không sao chứ? Cô gái đỏ mặt, cuối đầu lễ phép thừa. Công tử, tôi không sao. Cảm ơn người đã giúp tôi và tiểu thư đây." Quách Dũng lắc đầu. "Việc nhỏ thôi, không phải cảm ơn tôi. Cô mau về nhà đi." Cô gái run run. "Tôi tôi không có nhà để về." Hồng ngạc nhiên. "Cô không có nhà để về sao?" Cô gái gật đầu, gương mặt buồn bã đúng vậy tên bị giết chết bàn nãy chính hắn đã bắt tôi đi cha mẹ tôi đều bị hắn giết chết rồi hồng tò mò hỏi nhưng tại sao tại sao hắn chết vậy thần sắc cô gái bỗng sợ hãi lạ thường lúc đó hắn đang muốn hại tôi thì bỗng nhiên hắn dừng lại miệng hắn gào hét tôi nhìn thấy hắn từ từ như có ai đó nhấc hắn lên cao, mỗi lúc một cao hơn. Hai tay hắn ôm chặt vào cổ họng, lúc đó máu từ cổ hắn, miệng hắn không ngừng thổ huyết. Tôi sợ quá vội bỏ tới góc phòng. Quách Dũng nghe vậy thì ngạc nhiên. Cô nói sao? Cơ thể hắn bị nhấc lên không sao? Cô gái gật đầu, ánh mắt sợ hãi. Đúng vậy, có cái gì đó vô hình Mà tôi không nhìn thấy Căn phòng lúc đó tối lắm Hắn bị treo cổ trên trần nhà Tôi còn nghe thấy trước khi chết Hắn còn nói Ma, cứu tôi Có ma Doanh nghe thấy vậy sợ quá Cô lùi lại khép nép đứng sau chủ nhân Giọng hơi run Cô ơi, đáng sợ quá Hồng cũng không kém gì Doanh lúc này Cô quay sang phía Quách Dũng anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp tôi ngất ở trước cửa phòng này không quách dũng nhớ ra thì vội gật đầu phải lúc đó khi đi ngang qua thì tôi thấy cô ngất ở ngoài sau đó thì khi cô tỉnh lại hồng suy nghĩ rồi nói khi tôi tỉnh lại lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi trong phòng hoàn toàn không có gì xảy ra trước khi tôi ngất tôi đã nhìn thấy hắn bị một sức mạnh nào đó nhấc bổng hắn lên quách dũng lúc này mới thực sự ngạc nhiên sau câu nói của hồng ý cô là là cô có thể nhìn trước được việc xảy ra trong tương lai ư hồng đứng im mà không nói gì thêm nữa bởi trong suy nghĩ của cô vẫn còn đang ngờ vực về những hiện tượng kỳ lạ mà cô vừa trải qua quách dũng lắc đầu thật khó tin hồng hiểu rõ ràng là làm sao mà ai có thể tin được rằng cô có thể nhìn thấy những sự việc xảy ra trong tương lai cô nhìn chàng trai trước mặt anh không tin thì cũng không sao nhưng tại sao hai tên quan cai ngục kia nghe thấy tên cha của anh thì lại sợ như vậy quách dũng nói cha tôi ngày còn làm quan danh tiếng của ông có thể nói là một vị quan nghiêm khắc nhất nghe tên ông là đám quan tham sợ đến chết đi sống lại hồng gật gù vậy ra anh là con trai trưởng của quách gia quách dũng gật gật đầu phải hồng ngầm hiểu vì ngay sáng mai cô sẽ đến quách gia tặng quà mừng thọ tới cha của anh nên cô muốn để bất ngờ cho anh khi cô đến đó một người trẻ tuổi bước đến phía sau quách dũng miệng run run Cậu chủ à, cậu không nghe ông chủ nói là lần này chúng ta về quê hương. Việc này phải bí mật, không nói ra ngoài sao. Quách Dũng cầu mày. Có gì mà phải sợ. Ta không ngại đám quan tham ô lại bám đít giặc Pháp trục lợi đó đâu. Tên theo hậu Quách Dũng ngẩn người. Dạ dạ. Hồng thầm khen. Quả là một nam nhân tốt. Cáo biệt Quách Dũng xong hồng quay lại phòng phía bên căn phòng kia sau khi được tiểu phàm chạy đi báo quan lính quan cũng đã tới hiện trường dọn dẹp xác chết kia nhưng hướng điều tra đã không còn nghi ngờ đến hồng nữa nhưng cái bóng đen mà hồng và cô gái kia đã thấy vẫn còn là một điều bí ẩn chưa được giải đáp đối với cô bước đến bàn ngồi xuống cạnh nữ tử kia hồng lên tiếng cô tên gì chả nhẽ bây giờ cô không còn người thân nào sao Nữ tử lúc này gương mặt u buồn. "Bẩm tiểu thư, tôi thật sự không còn ai thân thích." Hồng gương mặt hơi buồn, cảm thấy thương xót cho cô gái ngồi đối diện. "Vậy nếu đã như vậy, từ nay em theo ta có được không? Em tên là gì?" Nữ tử nghe tới đây, có quỳ rụp xuống dưới chân của Hồng mà khóc nức nở. Doanh tiến đến đỡ nữ tử kia đứng dậy, doanh vội hỏi: cô tên gì tiểu thư tôi đang hỏi cô đó nữ tử trả lời tôi tên nga doanh im lặng cô đưa ánh mắt sang phía chủ nhân như chờ đợi hồng mỉm cười gật đầu doanh em được nga đi tắm rửa thay y phục đi nghỉ ngơi sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường tới quách gia sáng sớm hôm đó dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, bà cô gái trẻ vẫn y phục đẹp lộng lẫy và sang trọng ngồi trên xe kéo tiến thẳng đường đến nhà quách gia. gương mặt lúc này của hồng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trước bao ánh mắt thanh niên nhìn cô thầm ngưỡng mộ. hồng vẫn vô lo vô nghĩ, nụ cười vẫn nở rất tươi trên gương mặt, mà không biết rằng chuyến đi lần này với cô lại là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời hai chiếc xe kéo bởi hai người đàn ông thân hình vạm vỡ lăn nhanh trên con đường đất gập ghềnh dừng xe trước căn nhà to và cổ kính người phu xe lấy khăn lau vội mồ hôi trên trán tiểu thư chúng ta tới nơi rồi đây chính là quách gia hồng bước xuống xe đây là tiền công của hai người cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây doanh nhanh tay đưa túi vải nhỏ đựng tiền bên trong tới phía hai người phu xe người phu xe nhận túi tiền gương mặt rạng người cảm ơn tiểu thư cảm ơn tiểu thư hồng mỉm cười đó là công sức của hai anh tại sao lại cảm ơn tôi số tiền này hai anh chia nhau về lo cho gia đình nhé hai người phu xe đưa mắt nhìn nhau họ hiểu ý của hồng mà cúi đầu cảm ơn cô Hai người phu xe nhanh chóng rời khỏi Hồng và hai nữ nhân đứng bên ngoài quách ra Nhìn cơ ngơi đổ sổ trước mắt mà thẩm thán phục quách ra Về độ giàu có Khi đất nước đang đối diện với nạn đói hoành hành Giặc pháp xâm chiếm Cái mà Hồng thán phục thực sự đối với quách ra Không phải vì quách ra quá giàu có Mà là lòng thương người của Phạm Ngọc Vợ của quách nhật Bà luôn giúp đỡ người nghèo Nên đứng sau chồng bà là quách nhật thì danh tiếng của bà văng xa không thua kém gì ông. Doanh khẽ sát miệng vào tay cô chủ. Tiểu thư ơi, nhà họ thật sự giàu có quá. Lời nói của Doanh làm ngà đứng sau mà ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó hiểu. Khi trên miệng khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Hồng mỉm cười. Cái con bé này, tiền bạc làm mờ mắt em luôn rồi hay sao? ai vào gọi cửa đi doanh miếu môi phụng phiểu bước vào chiếc cánh cổng lớn với vẻ ngoài cổ kính đang tính giờ tay gõ cửa thì một giọng nói từ phía ngoài làm ba cô gái quay lại nhìn về phía giọng nói vừa rồi một bà lão đã cao tuổi vẫn đột rách và nhếch nhác hồng nhìn bà lão đáng thương quá cô không kìm được cảm xúc thương xót cô quay sang nhìn doanh Em lấy cho bà chút tiền đi Doanh gật đầu Nhanh tay lấy tiền trong túi Bà lão tiến lại gần Ngào thấy bà lão trước mặt cô nhếch nhác, Mùi hôi trên cơ thể của bà Làm cô khó chịu mà lùi lại Ánh mắt khinh bỉ Làm Hồng nhìn thấy mà hơi nhíu mày Bà lão nhìn Hồng Bà chỉ vào căn nhà đang được đóng kín Cô không nên vào đó Hồng ngạc nhiên tại sao bà lại nói vậy ạ à? ngà nhíu mày hậm hực bà lão này chỉ nói vớ vẩn nhận tiền rồi thì mau đi đi hồng cảm thấy thái độ của ngà như vậy thì giơ tay ngăn lại em không được có thái độ đó với bà bà lão nhẹ lắc đầu cô có thể nói chuyện riêng với tôi được không tôi chỉ xin cô chút thời gian mong cô đồng ý cho tiền bạc lão bà này không nhận doanh ngạc nhiên lắm cô cầm túi tiền trong tay nghe bà lão nói vậy thì ánh mắt nhìn cô chủ của mình như chờ đợi hồng rắt tay bà lão bước ra cách đó không xa bà ơi tại sao bà lại nói rằng cháu không nên vào đó hả à? bà lão ánh mắt e ngại căn nhà này thực sự không nên vào cô sẽ hối hận khi vào đó mà thôi hồng cảm thấy tò mò cô đứng im mà không biết phải nói gì trong đầu cô là những câu hỏi bà lão này là ai có liên quan gì tới quách ra tại sao bà lại ngăn cản mình không cho mình vào bên trong chứ bà lão nhìn gương mặt với ánh mắt đang nhìn bà thăm dò của hồng mà thoáng nở nụ cười ta chỉ muốn tốt cho cô nếu cô không tin lời ta sau này nhất định cô sẽ hối hận lời nói của bà lão làm hồng cảm thấy hoang mang cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ bà lão thì bà lão đang tiếp lời hai cô gái theo hầu cô cô chỉ được giữ lại một người người còn lại bắt buộc phải chết thì cô mới mong có ngày toàn mạng trở ra khỏi căn nhà này hồng thất kinh cô sợ hãi hoang mang khi bà lão nói những lời mà với cô nó ẩn chứa điều gì đó quả thực rất đáng sợ quay lại nhìn về hướng hai nữ nhân hiện đang đứng trước cửa nhà quách già mà cảm thấy thực sự lo lắng bà lão giữa bàn tay nhăn nheo và bận thỉu lên kéo nhẹ váy của cô hãy nhớ lời ta những lời ta nói đều tốt cho cô hãy nhớ hai nữ nhân kia cô chỉ được giữ lại một người nếu không tính mạng của cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm hồng hoang mang nhưng tại sao ạ à? tại sao cháu lại phải giết một trong hai người họ chứ bà lão quay người bước đi vừa đi bà vừa nói rồi cô sẽ hiểu thôi ta không có quyền ép cô không được vào đó nhưng nếu đã bước chân vào căn nhà này cô phải giữ lại một trong hai và giết người kia nếu không một trong hai nữ nhân đó sẽ xuống tay giết cô bà lão bước từng bước chậm chạp đi xa để lại hồng đứng im tại chỗ cô đã thực sự hoang mang và lo lắng khi nghe những lời nói đó từ bà lão hồng nghĩ trong đầu bà rốt cuộc là ai bà có liên quan gì tới quách gia nghe bà nói như đã biết điều gì đó trong nhà họ quách hay sao nhưng tại sao bà lại nói mình chỉ có thể giữ lại một trong hai người doanh và ngả chứ nhỉ doanh thấy cô chủ đứng im suy nghĩ điều gì đó cô tiến tới bà lão nói gì vậy cô hồng không muốn làm doanh sợ hãi à không có gì đâu em ngả bước đến ánh mắt nhìn bà lão đang đi khá xa Bà lão này thật là đáng nghèo còn chết tiền Loại người như này chả ai thương Hồng nghe vậy thì khó chịu lắm Nga Sao em ăn nói mất tính người như vậy Nga cười khảnh <cười> Loại người như bà ta Em không thấy gì là lạ Trước đây em cũng gặp nhiều rồi Hồng lặng người đi Cô bất ngờ trước thái độ của Nga Khác hẳn khi còn ở quán trò cô tỏ ra không hài lòng, quay người bước vào trong. Hồng gõ nhẹ vào cánh cửa. có ai ở bên trong không ạ? À? tiếng thành gỗ phía sau cánh cửa lớn khẽ vang lên. cánh cửa được mở ra từ từ. một lão nhân bước đến. chào ba cô gái trẻ. các cô muốn tìm ai? Hồng nhìn ông lão trước mặt lễ phép thưa. dạ, cháu tên Hồng. cha cháu là chỗ tâm giao với bác Nhật. Hôm nay cháu thay cha tới tặng quà mừng thọ Phiền lão chuyển lời ạ à. Lão nhân miệng cười rất tươi Ồ oh, vậy sao Ba người theo tôi vào trong Chủ nhân của tôi cũng đã chờ cô tới mà Hồng ánh mắt ngạc nhiên trước lời nói của lão nhân Cô quay người về sau Nhìn ngà có chút ái ngại Cảm giác của cô về lời nói của bà lão khi nãy Có chút ám chỉ về ngà bởi nếu quả thực như bà lão kia nói nếu thật sự phải bỏ lại một trong hai thì có lẽ doanh sẽ là người cô chọn ở lại bên cô theo sau lão nhân bước vào một gian phòng lớn thấy hồng theo sau lão bưu bước vào phạm ngọc bước nhanh tới bà vui vẻ nói trời ơi hồng cháu gái của tôi bây giờ đã lớn và đẹp đến thế này sao hồng ngượng đỏ mặt cô cúi đầu chào và thưa Dạ cháu chào hai bác Cha cháu dạo gần đây sức khỏe không tốt nên không thể đi cùng Sau khi biết gia đình ta rời về quê nên rất buồn Vì không thể tiến hai bác được Nên hôm nay sai cháu mang quà mừng thọ tới đây Mừng cho bác Nhật ạ à. Quách Nhật nghe vậy liền cười lớn Lão Tú à, thật là lão bằng hữu tốt của ta Khi trở về cháu phải thay lời ta cảm ơn lão Tú có biết không Hồng cúi đầu Dạ, khi về con sẽ chuyển lời ạ Phạm Ngọc kéo tay Hồng lại gần Được rồi, được rồi à, Cháu theo ta về phòng, cùng ta nói chuyện nào Quách Nhật gương mặt thoáng vui mừng Ông nói Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày Rồi trở về cũng không muộn Hồng gật đầu rồi theo sau Phạm Ngọc bước bên cạnh bà Cô mới thực sự ngưỡng mộ thần thái của bà Tuy tuổi đã cao Nhưng nét đẹp vẫn toát ra vẻ thanh cao Và dịu dàng lắm Đang đi Hồng chợt thấy phía ngoài vườn Là một chàng trai đang trầm tư ngồi một mình Vẻ đẹp của chàng Làm cô thoáng rung động Phạm Ngọc quay sang Bà nhẹ giọng nói Đó là quách nhẫn Con trai út của bác Hồng thầm cảm thấy người nam nhân đang ngồi lặng im kia Anh có một sức hút đối với cô Cương mặt của anh lạnh lùng Cô ngẩn ngơ đứng nhìn chàng cho tới khi giật mình Khi bàn tay của quách phu nhân chạm nhẹ vào tay cô Chúng ta vào phòng thôi Hồng gật đầu bước đi Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai Anh ngồi một mình ngoài vườn Nhưng tâm trí đang suy tư điều gì đó hồng cảm thấy trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc lưu luyến không rời quách nhẫn đang ngồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến làm anh hướng ánh mắt nhìn lên nhận ra đó là một nữ nhân có một vẻ đẹp mà anh không thể diễn tả anh nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt cô là cô là ai vậy nữ nhân đang đứng trước mặt anh chính là ngà cô mỉm cười nói Dạ công tử Em là Nga Là nữ hầu bên cạnh tiểu thư hồng mới đến nhà ta hôm nay Quách nhẫn hơi bất ngờ trước nữ nhân đang đứng trước mặt Tại sao là một nữ hầu Mà lại có thần thái đáng nể đến như vậy Anh đứng dậy đang tính hỏi thêm nữ nhân trước mặt Thì một giọng nói của một nữ nhân khác phía sau vọng tới Sao gan cô to quá vậy thì ra nữ nhân vừa nói là Doanh Cô bước nhanh đến cúi đầu chào quách nhẫn Rồi quay sang Nắm chặt bàn tay ngược ngà mà kéo đi Vừa đi vừa cào nhỏ Cô tại sao lại tự cho mình Cái càn tay chở như vậy Cô không biết thân phận của cô bây giờ là gì hay sao Ngà giật mạnh tay của mình ra khỏi bàn tay của Doanh Ngà gắt lên Tại sao tôi không được phép nói chuyện với anh ta doanh lắc đầu cô phải biết thân biết phận của mình chứ cô không hiểu rằng cô là ai và công tử là ai sao ngà gắt lên rồi bỏ đi trước ánh mắt đang lửa tức giận của doanh tôi không quan tâm tôi thấy mến anh ta thì tôi nói chuyện với anh ta thôi doanh tức giận lắm cô nắm chặt hai bàn tay vào nhau miệng khẽ nói người này quả thực rất đáng sợ Nếu cô ta ở bên cạnh tiểu thư nhà ta e rằng sẽ hại tiểu thư mất Doanh đứng nhìn theo ngả đi xa mà trong lòng tức giận đến mức toàn thân cô khẽ run lên Bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai Làm Doanh giật bắn mình Cô quay lại nhìn nhận ra là cô chủ của mình Cô cúi đầu Tiểu thư, vừa rồi cô ngà đó quả thực làm em tức chết mà hồng mỉm cười nói em không cần phải nói ta đã biết rồi doanh ngạc nhiên tiểu thư tiểu thư cũng thấy thái độ đó của cô ta sao hồng gật đầu cô quay người rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn viên trong vườn ta luôn cảm thấy cô ta có gì đó không giống với những cô gái bình thường khác cách nói chuyện không giống là xuất thân từ một hộ nông dân nghèo mà từ một gia đình khá giả doanh bước tới gần em cũng nghĩ vậy đó tiểu thư hồng liền nói hơn nữa có việc này ta cảm thấy rất lạ doanh tò mò tiểu thư thấy gì lạ vậy tiểu thư hồng gương mặt suy tư em còn nhớ người nam nhân bị giết chết trong quán trọ không doanh gật đầu ngay vâng em nhớ rõ mà tiểu thư hồng gật gù rồi tiếp lời tại sao hắn bị giết mà khi đó cô ta cũng ở đó nhưng tại sao cô ta không nói được người đã ra tay giết hại nam nhân kia doanh nghĩ cô chủ mình nói đúng vì cô nhận ra được ý trong câu nói của cô chủ vâng đúng vậy tiểu thư cô ta chứng minh được tiểu thư không liên quan và giải oan cho cô em rất cảm kích nhưng giờ nghĩ lại Em thấy trong việc này có gì đó thật kỳ lạ Hồng đưa ánh mắt nhìn xung quanh Thôi Chúng ta về phòng thôi em Dù sao ở ngoài này Nói về việc này quả thực không tiện doanh anh tiến đến dìu nhẹ cánh tay của cô chủ Hai nữ nhân nhẹ nhàng bước đi dọc hành lang rộng lớn trong khuôn viên quách ra Một nam nhân đứng đó lặng im Nhìn theo hai nữ nhân đang đi kia mà khẽ nở một nụ cười trên gương mặt lạnh lùng thường ngày nam nhân này chính là quách nhẫn thấy quách nhẫn đứng nhìn theo bóng dáng hai nữ nhân kia đi xa cảm thấy hiếu kỳ quách dũng tiến lại gần sao hôm nay có người lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nữ nhân mà đứng cười một mình ngoài này vậy quách nhẫn giật mình nụ cười tắt ngay sau khi nhận ra giọng nói vừa rồi anh cả em chỉ vừa mới nhìn thấy hai người họ thôi không biết hai nữ nhân kia là ai quách dũng mỉm cười đó là con gái của họ phan là con gái của lão tú đó quách nhẫn ngạc nhiên thật vậy sao anh cả quách dũng cười lớn đúng là nữ nhân đó chính là cô bé nằm đó đã từng ở nhà ta chả nhẽ em không nhớ chút gì sao Phan Thành Tú vốn là một thương nhân thường qua lại quách gia, khi quách nhật vẫn còn làm quan trong triều. Ban đầu vốn là quan hệ xã giao bình thường, vì quách nhật vẫn mua hàng của phan tú để tặng lên vua. Quan hệ lâu dần trở thành chỗ tâm giao. Quách nhẫn không ngờ ngày bé phan thanh hồng xấu xí khó gần, mà khi lớn lên cô lại trở thành một đóa hoa nở rộ ngày đông, đẹp lộng lẫy đến vậy. Quách dũng hiểu tâm ý của em trai mà nhẹ giọng nói. Ta nghe nói cha mẹ đang muốn hỏi đám cho Phạm Hồng với một trong số bốn anh em ta. Không biết em thấy việc này đã sao? Quách nhẫn xưa này vốn không tranh đùa giành giật với các anh em trong nhà nên nhanh miệng đáp nhanh. Em không có ý gì. Em thiết nghĩ cứ để cô ấy chọn. Việc đó có lẽ sẽ tốt hơn. Quách Dũng cười lớn hơn, giọng nói có phần đắc ý lắm được đó ý này của em quả không sai vậy cứ thuận theo tự nhiên đi quách dũng bước nhanh đi gương mặt nở nụ cười đắc ý quách nhẫn hiểu rõ rằng nếu cạnh tranh anh không thể vượt qua được ba người anh của mình cũng chính bởi vì thế bao năm qua quách nhẫn luôn lặng lẽ và rất ít tiếp xúc với các anh trong nhà trong một căn phòng khác hai nam nhân ngồi trên bàn uống trà một nam nhân lên tiếng anh nghe nói lần này con gái của lão tú thay cha đến tặng quà mừng thọ tới cha chúng ta cha mẹ đang có ý sẽ hỏi đám cho một trong số anh em mình em thấy sao nam nhân vừa nói là quách thiện là con thứ hai dưới quách dũng anh thần sắc hiên ngang là một nam tử hán yêu nước thương dân luôn mang trong mình chí lớn đầu quân đi lính đánh giặc pháp người đối diện là quách hiển con trai thứ ba trên con út của quách già là quách nhẫn tính cách của quách hiển ít nói thiền về nội tâm quách hiển nghe anh nói vậy gương mặt không tỏ vẻ quan tâm việc này thì có liên quan gì đến em anh hai đâu cần phải nói với em làm gì quách Thiện nghe vậy phan Thành hồng là cô gái ngoan hiền dễ mến chả phải là trong số anh em chúng ta, nếu lấy được người vợ hiền thục như vậy thì há chẳng phải tốt sao?" Quách Hiền thở dài. "Anh em trong nhà cũng không nên vì hôn sự này mà tranh giành, đấu đá chỉ vì một nữ tử mà để xảy ra rạn nứt tình cảm." Quách Hiền hơi có phần phật ý. "Em nói vậy chẳng có ý muốn nói ta tranh giành cô ta." Quách Hiền dè dặt Anh hai quá lời Em không nói ý vậy Quách Thiện hậm hực bỏ ra ngoài Quách Hiền ngồi lại Ánh mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài Miệng nói những câu nói nhỏ đủ nghe Chả có lẽ không nhớ lại sự việc Của bà Hân năm xưa bước chân vào nhà họ Quách ta sao Chả nhẽ những người trong nhà này Đã quên hết rồi ta không bao giờ đi vào vết xe đổ đó. Hai ngày sau, trời vừa hưởng sáng, Hồng đã chuẩn bị đồ cá nhân để lên đường trở về nhà. Doanh bước nhanh tới nói với cô chủ. Tiểu thư à, em thấy ngà cô ta có gì đó rất kỳ lạ. Hồng im lặng mà không nói gì, bởi cô cũng cảm giác được điều đó. Suy nghĩ hồi lâu Hồng quay sang. Em suy nghĩ nhiều rồi, Chúng ta mau lên đường đi Doanh thắc mắc Cô không thấy lạ sao Bây giờ cô ta xin phu nhân quách ra Ở lại nơi này làm nữ hầu Chả phải cô ta có ý đồ sao Hồng thở dài Dù sao cô ta lúc gặp chúng ta Cũng xuất thần từ dân nghèo hay sao Được sống trong một gia đình giàu có Dù sao đó cũng là mong muốn của cô ta Chả phải em cũng mong muốn vậy sao doanh biếu mồi cô này thật là tại sao cô lại nói em cũng giống như cô ta được hồng cười lớn được rồi được rồi chúng ta qua chào hai bác rồi lên đường thôi sau khi chào từ biệt quách nhật trở về nhà sau ít ngày buổi chiều hôm đó tại gian phòng của phan thanh tú ông đang ngồi mà hai mắt tỏ rõ vui mừng nhìn phong thư trên tay khi vừa đọc xong ít phút trước phía đối diện là bà như vợ của ông lão tố miệng khẽ cười không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá bọn trẻ giờ đã lớn hết rồi bà như gật đầu đúng vậy ông ạ à, con gái chúng ta cũng đến tuổi phải gả đi rồi lão tố liền nói bà gọi nó tới đây để xem nó chọn ai trong bốn người con của lão nhật bà như cất tiếng gọi lớn người đâu vào ta biểu coi một nữ nhân chạy vào cuối đầu lễ phép dạ bẩm bà bà cho gọi con à bà như nói ngay cho gọi cô đến đây hai ta có việc cần nói nữ hầu nhanh chóng rời đi không lâu sau Phạm Hồng bước vào. "Dạ, cha và mẹ cho gọi con à?" Lão Tú miệng cười lớn. "Ngồi ở xuống ghế đi con. Hôm nay cha rất vui vì Quách gia đưa thư tới hỏi con làm dâu." Hồng hơi bất ngờ. "Việc này con con..." Lão Tú ngờ vực. "Con không ưng họ sao?" Hồng dè dặt Dạ, thưa cha, không phải vậy, chỉ là con thật sự không biết chọn ai ạ." À? Bà Như nghe con gái nói vậy, "Phải, quả thực để chọn một trong bốn người thì quả khó cho con. Thôi à, con về phòng đi, suy nghĩ rồi hãy nói cho mẹ." Hồng cúi đầu, hai má ửng đỏ rồi bước ra ngoài. Bà Như quay lại phía lão Tú ông xem nó còn thẹn thùng đo mặt đó chứ lão tú cấp lại lá thư được chính tay quách nhật viết trong lòng ông cảm thấy có chút vui mừng ông đưa phòng thư vào túi quay sang phía vợ bà mau nói chuyện với nó việc vui như vậy nên quyết định nhanh và dứt khoát bà như nghe lão tú nói vậy bà vui vẻ đồng ý bà đứng dậy bước ra ngoài đóng lại cánh cửa phòng để lại lão tú một mình ngồi lại bên trong tối hôm đó sau bữa ăn trong phòng của phan thanh hồng bà như nói với con gái ý ở của con thế nào hồng cảm thấy hơi ngượng dạ con chọn con trai út của quách gia quách nhẫn thưa mẹ bà như lúc này vui mừng lắm cầm tay của hồng tốt quá rồi để mẹ đi nói với cha con ngay nhé nói rồi bà như vui mừng quá bà đứng dậy nhanh chóng rời đi hồng ngồi im gương mặt khẽ mỉm cười vì trong đầu cô vừa nhớ đến gương mặt lạnh lùng của quách nhẫn khi cô nhìn thấy anh ngồi một mình trong vườn từ sau lần đó cô đã có cảm giác với anh cái cảm giác đó thật gần gũi Hai tuần sau đó khi nhận được thư hồi âm của Phan Gia Quách Nhật cũng đã cho bà Mai và đoàn người sang đón dâu Hồn sự của Quách Nhẫn diễn ra hoàn toàn giản dị Chứ không phô trương hay cầu kỳ quá Đơn thuần chỉ là một đám cưới theo phong tục thời này Như bao hộ dân bình thường khác trong vùng Quách gia giàu có nhưng không kiêu ngạo Không hống hách Nên dân chúng rất mực kính nể và yêu quý đoàn người rước sâu dừng trước cửa quách ra thì dừng lại lúc này bầu trời tuy đã xuống giữa trưa trời vẫn âm u làm cho người ta có cảm giác rằng sẽ có một trận mưa lớn chút xuống ngôi làng này quách nhật đứng im ông nhìn lên bầu trời đang âm u mà trong lòng bất an đến kỳ lạ ông nhìn xuống đoàn người toàn bộ đoàn người đang dừng trước cửa lớn gương mặt của ông thoáng hiện nụ cười hài lòng Đoàn người bắt đầu tiến vào trong Thì bất giác Hồng dừng lại Bởi vì chỉ ít phút trước Cô nhìn thấy bà lão mà cô đã gặp hôm trước Nhưng thật kỳ lạ với Hồng Là bên cạnh bà lão đó Còn có một cô gái trẻ Hồng nhìn rõ gương mặt của cô ta Xanh xao như người đang mang bệnh nặng Ánh mắt của cô ta nhìn cô Với ánh mắt buồn bã Hồng dừng lại Làm quách nhẫn cảm thấy lạ Ghé sát vào gần tay vợ anh hỏi Em làm sao vậy Chúng ta vào nhà thôi Hồng rời ánh mắt khỏi bà lão Và cô gái kỳ lạ kia Trở lại phía quách nhẫn Vâng chúng ta vào thôi Quách nhẫn mỉm cười Quách nhẫn vui vẻ Nắm lấy bàn tay của tân nương Kéo nhẹ vào trong Hồng đứng trước cửa Vừa bước một chân đầu tiên qua cánh cửa lớn Thì bất ngờ Một tiếng sét vang trời kèm mưa lớn làm cô giật mình lùi lại Chảy độ cơn mưa lớn đến mức Gió có thể thổi tung tất cả Quang cảnh trở nên hỗn loạn Gió mạnh kèm theo cát bụi bay mù mịt Đoàn người nháo nhác chạy vào bên trong tránh mưa Hồng đứng lặng người Khi lúc này đây giới cơn mưa lớn như chút nước kia Chính là bà lão hôm trước và cô gái với gương mặt u buồn Đang đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt ái ngại Hồng cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắm, bởi cô đang nghi vấn. Bà lão và cô gái kia rốt cuộc có liên quan gì tới Quách gia? Tại sao bà ta lại ngăn cản cô không được vào Quách gia ngày hôm đó? Và cô gái hiện đang đứng bên cạnh bà ta lúc này là ai? Quách Nhẫn bước nhanh về phía Hồng, anh kéo nhẹ bàn tay của cô và hỏi: "Sao vậy em? Trời đang mưa lớn quá, mà em đang nhìn gì vậy?" Đâu có ai ở ngoài đó đâu em Chỉ là bà lão ăn mày thôi mà Nói xong Quách nhẫn quay lại nói với tên nam nhân phía sau Mưa lớn bỏ các anh mù không thấy bà lão đứng ngoài mưa sao Màu chạy ra đưa bà vào trong Nam nhân đứng sau cậu chủ của mình Nghe thấy vậy thì vội vàng căng rủ chạy nhanh đến phía bà lão mà che mưa Dìu bà lão vào đến nơi Đứng trước mặt quách nhẫn và hồng Bà lão cúi đầu Lão cảm ơn Cảm ơn cậu và tiểu thư đây Đã cho lão bà này trú mưa Quách nhẫn mỉm cười Rồi quay sang nữ hầu đứng kế bên Đưa bà vào trong tắm rửa Rồi thay cho bà bộ y phục thật đẹp Hôm nay là ngày vui của ta Ta sẽ mời bà dự hôn sự này của ta Hồng nghe vậy cũng thầm phải ngưỡng mộ tấm lòng của chồng Đưa ánh mắt ra phía doanh Cô nói với nữ hầu của mình em mau làm theo lời cậu dặn đi doanh gật đầu rồi đưa bà lão vào trong cô và bà lão vừa đi được vài bước chân thì hồng phải ngạc nhiên khi ngay lúc này cô gái lạ mặt đi vào từ lúc nào mà cô không biết cô ta đi theo phía sau của bà lão tiến vào bên trong mà thật lạ dường như không ai nhìn thấy cô gái đó ngoài cô hay sao đám đông vẫn thản nhiên khi cô ta đi qua cứ như họ không biết sự xuất hiện của cô ta vậy hồng không chịu được cô kéo nhẹ tay của quách nhẫn anh ơi anh có thấy cô gái đi sau bà lão không vừa hỏi hồng vừa chỉ tay theo hướng bà lão đang đi bên cạnh doanh quách nhẫn không nhìn thấy cô gái kia anh quay sang nhìn vợ ngạc nhiên em đang nói gì vậy chỉ có bà lão và nữ hầu của em thôi mà chứ đâu có ai khác hồng ngẩn người toàn thân cảm thấy luôn sợ trong đầu cô nảy ra bao nhiêu câu hỏi về bà lão và cô gái bí ẩn kia sau khi hôn sự tổ chức xong tối hôm đó khi bên ngoài khách vẫn ở lại khá đông hồng cảm thấy hơi mệt cô quay sang nói với quách nhẫn anh ơi em mệt em xin phép về phòng trước được không ạ Quách nhẫn gương mặt lo lắng Em ốm sao? Em mệt thế nào? Hồng dịu dàng nói Em thấy hơi chóng mặt Phạm Ngọc đang đứng cạnh Quách Nhật Nhìn ánh mắt của ông mà bà hiểu ý Bà tiến tới nói với Hồng Con thấy chồng người không được khỏe Để mẹ sai người đưa con về phòng Nói rồi bà quay về phía Doanh đang đứng Bà cất tiếng gọi Doanh nghe thấy vội chạy đến doanh nhìn sắc mặt cô chủ không khỏe cô diều hồng nhanh chóng tiến về cuối sân Dường trước căn phòng được treo bên ngoài hai dải khăn màu đỏ với chiếc đèn treo ánh sáng đỏ hắt ánh sáng tỏa ra hắt xuống nhìn rất đẹp lấy tay doanh nhanh chóng mở cửa rồi dìu cô chủ vào bên trong đỡ hồng ngồi xuống giường doanh mau miệng nói cô nghỉ ngơi con xin phép ra ngoài đứng có gì cô gọi con ạ à? hồng nhẹ gật đầu rồi nằm xuống giường bên ngoài sân quách nhật và vợ cùng con trai là quách nhẫn vẫn đang vui vẻ tiếp khách phía sân sau một nam nhân vẫn trên người bộ đồ hôn lễ người đó lặng lẽ tiến đến căn phòng nơi hồng đang nằm nghỉ doanh đứng bên ngoài cửa bỗng có cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt cô buồn ngủ một cách kỳ lạ doanh choáng váng ngồi xuống đất dựa lưng vào một bên cửa trong lúc nửa tỉnh nửa mê doanh mơ hồ thấy một nam nhân mặc đồ cưới bước đến mỗi lúc một gần do bị choáng và hoa mắt nên doanh không thể nhìn rõ mặt nam nhân kia nam nhân đó mở cánh cửa bước vào bên trong lúc này doanh đã không cầm cự được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa phía ngoài sân vang lên tiếng cười nói hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét thất thanh trong căn phòng của quách nhẫn lúc này Buông tôi ra Anh Anh làm gì tôi vậy Anh không sợ làm vậy có lỗi với em của anh sao Nam nhân kia miệng cười Ngoan đi Nếu mày không muốn Tao giết nó Hồng cố vùng vẫy cô hét lớn Nhưng mọi cố gắng đều bất lực Ít giờ sau Nam nhân đứng dậy vận lại trang phục lên người Gương mặt nở một nụ cười đắc ý hắn bước ra ngoài để lại hồng toàn thân đang không ngừng đun lên sợ hãi hai hàng nước mắt cô làm dài trên gương mặt hồng khóc lớn vì thực sự cô cảm thấy tủi nhục lấy khăn lau vội hai hàng lệ cô đứng dậy mặc lại y phục lên người cô ngồi trước bàn trang điểm mà gương mặt vô hồn nhìn bản thân mình trong gương đồng trang điểm lại xong hồng lấy con dao nhỏ cầm chặt trong tay cô toàn định sẽ dùng nó để kết thúc cuộc sống của chính mình con dao trong tay cô giơ lên cao chưa kịp đâm xuống thì một giọng nói nữ nhân bên trong phòng vang vọng bên tai làm hồng dừng lại ai vừa nói vậy cô là ai trong góc tối của căn phòng một cô gái bước từ bên trong góc tường bước ra hồng há miệng kinh hãi vì cô dường như không tin vào mắt của chính mình Nữ nhân kia không phải là người Linh hồn đó đến gần hơn Cô chết Có thể giải quyết được tất cả hay sao Cô chết đi Không phải hắn sẽ dừng dưng với tội ác của hắn hay sao Hồng ngồi xuống ghế Cô ôm mặt khóc nấc lên Linh hồn cô gái kia lên tiếng Cô yên tâm Tôi sẽ giúp cô trừng trị hắn cô đừng để quách nhẫn biết được việc này anh ta là chàng trai tốt nếu chưa thực sự đến lúc phải nói ra sự thật tốt nhất cô đừng để anh ta biết việc này hồng ngửa mặt lên nhưng cô là ai tại sao lại giúp tôi hồng thật sự ngỡ ngàng khi bên trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình cô hồng mệt mỏi lảo đảo bước lại giường nước mắt tuổi hờn lan tràn xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Một giọng nói của nữ nhân vừa rồi, nói vọng lại. Tôi cũng giống như cô, đều bị hai tên cầm thú đó hại. Cô gái đó nói rồi biến mất. Rốt cuộc quách súng đã hại cô, nhưng linh hồn cô gái kia nhắc tới tận hai người. Một người nữ là ai? Hồng nằm trên giường cảm thấy sợ và thực sự cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời bà lão từ trước quách nhẫn lúc này đã say anh lảo đảo bước về phòng thấy xoanh nằm bất động dưới đất thì cười lớn còn nha đầu này uống say đến mức này cơ à Lão đảo mở cửa bước vào phòng hồng đã nằm trên giường cô đã ngủ quách nhẫn bước lại gần anh ngồi xuống mép giường chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ mà gương mặt thoáng nở nụ cười hạnh phúc. Trong phòng của Quách Dũng lúc này, tiếng cười đắc ý của hắn như thể đã đạt được mục đích. Hắn ngồi xuống giường, cởi bỏ bộ đồ hôn lễ xuống vứt sang một bên. Hắn đứng dậy cười lớn. Thay đồ ngủ xong, Quách Dũng nằm lên giường. Hắn nghĩ về những phút giây bên cô em dâu xinh đẹp mà cảm thấy hài lòng, đắc ý lắm. Bởi Dũng giật mình Hắn ngồi bật dậy Chốn mắt nhìn ra cửa Vì lúc này phía ngoài cửa Có bóng dáng một cô gái vừa lướt nhanh qua Quách Dũng đứng dậy Bước nhanh về phía cánh cửa Đẩy cánh cửa bước ra Hắn quát lớn Ai? Ai đó? Chỉ có tiếng gió thổi mạnh Và lạnh phả vào mặt hắn Chứ không có ai ở ngoài Quách Dũng đứng thêm một lúc Mới quay người bước trở lại phòng Nhưng vừa quay lại gương mặt quách dũng như không còn chút máu miệng hắn ú ớ cô là ai cô là ai tại sao cô lại vào được đây trong ánh sáng mở mở trong căn phòng lúc này là một người con gái với mái tóc dài đang ngồi trên giường nhìn gã miệng cô gái nói vọng ra anh thực sự không nhận ra tôi sao quách súng càng sợ hãi hơn Chọn xe mắt cố nhìn vào bên trong Hắn tiến đến gần hơn Khi gương mặt cô gái kia Lộ rõ nét hơn Hắn hét lớn Lùi lại ngã ngựa ra sau Đ Đừng tìm tôi Không phải tôi muốn hại cô đâu L Là em tôi Là em tôi lôi kéo tôi thôi C Cô tìm hắn đi Đừng tìm tôi Hắn gào thét Làm đám gia nhân nghe thấy Chạy vội ra đỡ hắn dậy Hắn mếu máu Cô ta, cô, cô ta vừa ngồi ở đó, trên giường của ta. Đám nam nhân đứng trố mắt nhìn vào trong, căn phòng hoàn toàn không có gì. Một tên nam nhân miệng tò mò. "Cậu chủ ơi, trong phòng trên giường đâu có ai đâu cậu ơi." Quách súng hốt hoảng, hắn đẩy tay hất ngã hai tên nam nhân bên cạnh, chạy vào phòng, gương mặt sợ hãi. "Không thể nào." Cô ta Cô ta mới ngồi ở đây mà Không Không Đám nam nhân đưa mắt nhìn nhau Bọn họ không biết Ít phút trước cậu chủ của họ Nhìn thấy cái gì Mà sợ hãi đến vậy Quý vị thân mến Thuận à, xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây Câu chuyện này còn khá là dài Nên Thuận sẽ chia thành hai tập Tối nay thì chúng ta đón nghe tập 1 xong rồi ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần cuối của câu chuyện này nhé mọi thứ đang rất là hấp dẫn đúng không ạ và không biết được rằng cái sự nguy hiểm gì khi uh, cô hồng về làm dâu nhà họ quách và cái hồn ma của cô gái đang hiện về để dọa nạt cái tên quách dũng này là ai tại sao cô ta lại chết và tại sao quách dũng và một người nào đó đã hại uh, chết cái cô gái này tất cả còn đang là những dấu chấm hỏi thì buổi tối ngày mai chúng ta sẽ được giải đáp trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi nhé. Thuận tin chắc rằng phần 2 của câu chuyện sẽ có rất là nhiều điều hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc nhé.